Như Huỳnh mến chào quý khách. Khách ơi, thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình những cây mai đại lộc nha, mang đến là rất là nhiều lộc cho cả nhà mình nha. Thì đây, đây nè, nụ nó như lúa luôn. Và cả nhà xem nè, cái búp nè. Đó, búp u nu nha. Đây có một cái bông nè, nó nở nè cả nhà. Đại lộc rất là nhiều cánh và đó, tiết diện nó cũng khá rộng luôn. Nụ nè, nụ là lên là được cái búp bông chùm nha cả nhà. Đây cả nhà xem nè, trời ơi lãi lá rồi ha. Thời điểm này là em phải lãi lá thì khách mới có thể về kịp chơi Tết ha. Cây này cao tầm khoảng từ 3 tấc đến 3 tấc rưỡi có nè. Rồi 4 tấc cũng có ha, nhưng mà đa số nằm ở 3 tấc, 3 tấc rưỡi. Đây, cây thì cành nhánh nè. Này em ghép được khoảng tầm 5 mấy ha cả nhà. Đó, nụ nè, quá chừng luôn. Rồi cây như thế này là 70.000 một cây và 5 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển ha. 10 cây em tặng một nha cả nhà. Đó. Đây, em có đem số này cả nhà mình dễ nhìn hơn nè. Xem. Trời ơi cây này. Đó, cây này đẹp quá. Mini ha. Nhỏ gọn thôi cả nhà. Đó, nhỏ gọn nè, em đóng thùng cũng gọn nè, rồi khách mua cũng tiện nữa. Đây. À. Cây nào cây nấy như mầm gạo luôn. Và khách nhìn nha. Cái đại lộc bên Quỳnh á là bây giờ cái nụ nè, nó vàng ươm hết rồi. Đó, nó vàng ươm hết. Thì về nó sẽ kịp ha. Và chắc chắn là ở đây là em phải lãi lá thì về mới kịp. Bởi vì á, đối với mai đại lộc hay là tất cả các mai á, mình cũng phải lãi xong mình phải cắt nước nó vài ngày ha. Cắt nước vài ngày rồi thì nó mới nở đều nha khách. Nên là rất là vừa và thích hợp để mà mình để mà em gửi cho khách trong cái giai đoạn này luôn. Đó. Đây, cái số này là cái số em lãi lá rồi nè. Đó, lãi lá nè ha. Rồi khách chỉ cần alo cho em là số lượng bao nhiêu cây thôi, em sẽ gửi tới nhà luôn ha. Lại tới nhà mình thì khui ra và coi như là tưới nước ít ha. Trong giai đoạn mà mình lãi lá hết rồi thì cây nó không có cần nhiều nước đâu cả nhà. Đó. Mình tưới nước nhiều quá nó sẽ bị ngậm nụ và nó không có nở đâu. Nên rồi 70.000 một cây nha. Và 5 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển ha. 10 cây em tặng một. Và rồi khách lưu ý giúp em khi xem á, Huỳnh sẽ quay cho cả nhà xem nè. Khi em đo chiều cao như vậy nè, cây này 3 tấc nha. Như cây này là 4 tấc nè. Có cây thì cũng chỉ khoảng yếu 3 tấc nè, nhưng mà nụ rất nhiều nha. Thì cái đại lộc là nó mini nhỏ nhỏ 70.000 nó như thế này đi. Đó. Trời ơi, đây là một trong những cái loài cúc, đó là cúc tư long á mà em thích lắm luôn nha cả nhà. Cả nhà biết sao không? Bông của nó nè. To khiếp luôn cả nhà. Đó. To ha, nó vung ha và chùm nè. Trời ơi. Quá trời bông, quá trời cái nụ luôn. Đây chính là cái cúc tư long á cả nhà. Cúc tư long thì đây em có một cây em lãi thử nè. À, cúc á thì nó không có nhặt mát giống như đại lộc đâu, nhưng mà cây tư long này nè, nó bao nhiêu nụ đây ha, là coi như rực trời luôn. Bởi vì cúc tư long cũng nở bông chùm, ít rụng nụ và hoa rất đẹp cả nhà. Thì em ghép cái gốc này cũng tương đối to nha. Gốc này hay là cứng cáp nè. Đó, cây này 100.000 cây cả nhà. Và 5 cây thì em cũng bao ship ha, cả nhà cũng có thể lấy với loại khác nha. Trời ơi coi kìa, cây này nó nụ nè cả nhà. Ôi nụ hết biết luôn. Và rồi thì khách thấy là khi mà gửi á thì chắc là em cũng phải lãi lá như thế này nè. Thì khách mới kịp thời gian để mà mình chơi Tết nha. Trời ơi cái nụ nè. Đó. Rồi 100.000 cây nha cả nhà, 100.000 cây ha. Rồi em qua một loại nữa. Em qua một loại nữa nha cả nhà. Đó chính là cúc 7 tầng. Cúc 7 tầng, đây cũng có một cây lãi rồi đây. Ồ, nút nụ nè, ú nụ luôn. À, khi mà em gửi á, em sẽ ghi cái cây như vậy nè. Em ghi tên cái chậu bằng viết xóa á. Về khách mở băng keo ra thì sẽ thấy được ha. Nên là cũng không có sợ lộn giống. Rồi đây, rồi 125.000 luôn nha cả nhà. 7 tầng là 125.000 một cây. Và em cũng sẽ bao phí ha. 5 cây thì bao phí, 10 cây thì tặng một. Và nếu như cả nhà mình cũng có thể lấy với những loại khác. Và thời điểm này chắc em cũng phải lấy lá cho cả nhà mình luôn. Còn nếu ai không thích lấy lá thì để nguyên. Đây, cả nhà xem nè. Nút nụ quá chừng. Cái đế nha, đế quấn rễ ha. À, cây này có chiều cao là khoảng cỡ 3 tấc. Đó, gần 3 tấc thôi. Lùng ha, lùng nhưng mà cành nhánh nha cả nhà, lùng lực. Có cây cũng được 3 tấc rưỡi. Nhưng mà cây nào cũng có nụ hết nha cả nhà. Em kiểm tra rồi, cây nào cũng nụ hết á. Nụ từ ở dưới gốc lên tới trên luôn. 125.000 cây ha. Rồi, em qua thêm một loại nữa. Đó
chính là siêu nụ. Cái bông mai giảo siêu nụ bên vườn mai của em bây giờ nó nở hoa. Và cả nhà xem nè, cánh hoa nó cực kỳ tươi nha. Hoa nó từ 8 đến 12 cánh. Và cái tiết diện hoa nó cũng to nè cả nhà. Đó, màu khá là tươi luôn ha. Siêu nụ này á cả nhà, khách năm nay sưu tầm ghê lắm, sưu tầm rất là nhiều luôn. Bởi vì thứ nhất á, là dễ nở, thứ hai nó ít rụng nụ, và thứ ba là cái giống này là nó giống mạnh. Nó là phiên bản sao của Hữu Đức nha. Rồi cây như thế này là 125.000 cây. Chiều cao cũng khoảng cỡ 4 tấc nha cả nhà. Đó, 4 cây thì em cũng bao ship ha. 10 cây thì em cũng sẽ tặng cả nhà mình một cây. Chính là cái bông mai cúc Tây Thi bên vườn mai của em ha. À, cái bông mai Tây Thi này nó nở cương ghê luôn rồi cả nhà. Đó, cánh hoa nó cũng khá đẹp ha. Và các cái nụ của nó nè, ủ nu luôn. Nhỏ mini xinh xinh mà có nụ. Và đây là một cái loài cúc á mà khách gần đây rất là yêu thích nha. Ngọn có đôn đó, nên là nó cũng có được vài nhánh như thế này ha. Và đặc biệt á là cây nào nó cũng đang có cái nút nụ hết á. Về cả nhà mình có thể kiểm tra mặt hoa xong rồi cả nhà mình lấy giống ha. Đây, như cây này có cành nhánh mình về mình cũng lấy bo được nè. Rồi, cây như thế này á là 125.000 một cây. Và 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển ha. Cây... Và giới thiệu với khách đây chính là cúc Thọ Hương. Cả nhà mình sưu tầm loại này ha, giá chỉ có 70.000 một cây luôn. Cây cao khoảng từ 4 tấc cho đến là 5 tấc. Và cây này cành nhánh nó đang rất là nhiều luôn. Cả nhà thích hợp để lấy bo. Thì đang trong giai đoạn lấy bo nên thành ra là nó cũng không có nụ nhiều. Đó, đó. Cả nhà xem nè, cái đế nè, rất là quái ha. Đủ kiểu hết. Cái chọt này cỡ như là đầu đũa lớn, đầu đũa chúng ta ăn cơm á cả nhà. Đầu đũa không ăn á cả nhà. Đó, đế nè. Cây rất là khỏe ha, cành nhánh nhiều ha, để cho mình lấy bo. Rồi, 70.000 một cây và 4 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển, 10 cây em tặng một nha cả nhà. Dạ đây, đó, nụ nè. Một cây cúc Thọ Hương cả nhà, nó chỉ cần khoảng tầm chục nụ thôi là nở ha, nở tùm luôn, nở rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây nút nụ nè. Em quay kỹ cho cả nhà xem nút nụ ha. Và quấn đế rất là đẹp ha. Về khách có thể thay vào cái chậu lớn hơn tí giúp em nha. Còn cái này thì em nuôi trong cái chậu nhỏ nha. 90.000 một cây. 4 cây thì em bao phí vận chuyển, và 10 cây thì em tặng khách là một cây nha. Cây thì lùng lùng, mà cây nào thì cũng có nút nụ hết trơn luôn. Đây, nụ nè. 90.000 một cây ha. Cúc Thọ Hương. Cúc cam. Đó, cúc cam nè cả nhà. Rất đẹp luôn, 4 ngón tay em ha, màu cam cà gót. Đây cả nhà có thể thấy nè nha. Đó, màu vàng với màu cam nè. Đó. Rồi thì cam luôn. Loại tiếp theo là cúc cam. Cúc cam này là màu cam cà gót đó cả nhà. Lấy bo vô tư luôn. Cao khoảng cỡ 4 tấc. 3 4 tấc cả nhà. Cái em ghép cái này là em ghép gốc nhớt. Cỡ như đầu đũa không ăn thôi. À, đầu đũa lớn á, ghép con quấn rễ ha. Này mình về mình lấy bo được, mình chăm cũng tốt nha. 80.000 một cây. Và 4 cây em bao ship. Đây cả nhà. Đó, cao thường thuộc nha. Cúc cam màu cam cà gót. Rồi cả nhà, Quỳnh có một cái tư lông á là lấy bo vô số kể luôn cả nhà. Quá trời bo luôn. Dài 4 5 tấc luôn, 5 tấc 6 tấc. Loại này có 70.000 một cây. Tất cả đều ghép có quấn rễ hết. Đó. Cúc tư lông. Rồi, bên này là cúc bi. Cúc bi 70, tư lông cũng 70 luôn nha cả nhà. Đồng loạt những cái cây em giới thiệu sẽ 70 nha. Đây 70. Mình về mình cũng lấy bo được cả nhà. Đây cúc bi ha. Cây này cây cao cũng 3 tấc rưỡi. Bi. Đó, đế nè. Rồi bên này cúc VIP. Cúc VIP cả nhà, 70 luôn ha. Giới thiệu với cả nhà đây là cúc gia đình. Và cúc gia đình này thì nó rất là tốt luôn cả nhà. Bây giờ nó cao khoảng cỡ 4 tấc. Cành nhánh ha. Nó có đi chèo cành là nhánh rồi. Gốc quấn rễ rất đẹp luôn. Bên vườn Huỳnh thì đa số em chọn những cái gốc quấn rễ nè. Nó như thế này ha. Rồi, cây đang rất là tốt nha. Cúc gia đình, mặt hoa cúc gia đình cũng khá đẹp cả nhà. Nó rất là nhiều cánh ha. Và nó cũng rất đẹp. Rồi, 100.000 một cây ha. 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển và cả nhà có thể lấy với loại khác nha. Rồi, bên này là chính là hoa hồng thanh tú. Hoa hồng thanh tú thì cái đọt nó, cái lá của nó ra cực đỏ luôn cả nhà, đỏ đậm ha, màu đỏ rất là đậm. Rồi cây như thế này là 100.000 một cây. Và 3 cây hoặc là 4 cây em cũng bao phí vận chuyển. Thì cái loại cúc này á, cái lá nè tương đối cũng khá tốt ha.
cái đọt đỏ nha. Hoa thì mặt hoa nó cái form hoa giống như hoa hồng ha, cánh hoa xếp lớp như hoa hồng. Rồi cây thì đang rất là khỏe luôn nha cả nhà. Ở nhà mình video sao, rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình ạ.